Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bà Liên được con gái phát hiện đã thiệt mạng ngay trong căn nhà của mình. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã hướng toàn bộ sự chú ý đến người con rể cũ của bà Liên. Gã đàn ông này cũng biến mất một cách bí ẩn ngay sau khi vụ án xảy ra. Bóng đen lúc rạng sáng. Chị Phạm Thị Hương đã trải qua một cú sốc lớn trong đời. Lúc ấy là khoảng 3 giờ sáng ngày 16 tháng 2. Đang nằm trên giường thì chị bị đánh thức bởi bàn tay lạ. Khi mở mắt, chị Hương phát hiện chồng cũ là Nguyễn Văn Dũng đang đứng bên mép giường, tay lăm lăm vật sắc nhọn. Dũng sinh năm 1980, vốn không phải người địa phương, nhưng từ khi lấy chị Hương, anh ta chuyển hẳn về thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La sinh sống. Suốt nhiều năm, dù có con chung với nhau, nhưng Dũng thuộc dạng vô tích sự, không nghề nghiệp, lại thêm bệnh nghiện chất cấm rất nặng, nên hắn vô cùng nguy hiểm. Chính vì thế, sau này giữa Dũng và chị Hương không thể sống chung, ai đi đường nấy. Chị Hương ở lại căn nhà 2 tầng, nằm giữa thị trấn Mộc Châu cùng với mẹ là bà Phạm Thị Liên, sinh năm 1952. Còn Dũng thì ra ngoài thuê trọ, sống vạ vật. Nhìn thấy chồng cũ mặt đăng đăng sát khí, chị Hương lạnh toát người. Dũng chẳng để cho chị nói, đã đưa vật sắc nhọn ra khống chế, bắt vợ cũ chỉ chỗ bà Liên cất giấu tiền. Khi hung khí kề cổ, chị Hương chẳng biết làm gì hơn là dẫn Dũng đến nơi hắn muốn. Sau khi lấy được tiền và hai chiếc điện thoại, Dũng trói chị Hương vào ghế rồi bỏ đi. Chị Hương thở đứt quãng bởi nỗi sợ hãi tột độ vẫn xâm chiếm toàn bộ trí óc. Thế nhưng thời điểm này chị Hương vẫn chưa thể tưởng tượng được thảm kịch thật sự còn đang ở trước mắt. Án mạng. Bị chồng cũ buộc chặt vào ghế, chị Hương lấy hết sức lực để cựa quậy và may mắn khiến sợi dây lỏng dần. Từ đây thoát được ra ngoài, chị chạy xuống tầng 1. Đập vào mắt chị là hình ảnh kinh hãi. Mẹ chị bà Phạm Thị Liên đang nằm bất động trên vũng huyết. Thông tin về vụ án lập tức được báo về Công an huyện Mộc Châu và Công an tỉnh Sơn La. Tại hiện trường, Công an xác định bà Liên đã thiệt mạng tại phòng ngủ, trên người có nhiều vết thương. Ở khu vực bếp, cơ quan điều tra tìm thấy một vật sắc nhọn dạng bầu, phần thân và lưỡi bị gãy rời. Quá trình khám nghiệm, Công an nhận định hung thủ đã vào nhà bằng cách bám vào cột thu lôi để lên tầng tum. Từ đây, đối tượng mở cửa tum và đi xuống qua chiếc thang tre để sẵn tại đó. Vào thời điểm này, khi tiếp nhận lời khai của chị Hương về việc bị chồng cũ khống chế lấy tiền và trói vào ghế, Công an tỉnh Sơn La đã xác định người đàn ông này là nghi phạm số 1 của vụ án. Nhận định này không chỉ dựa vào lời khai của chị Hương, mà các dấu vết để lại tại hiện trường với nạn nhân là bà Liên cũng chỉ ra hung thủ. Hắn phải là người nắm rõ quy luật hoạt động, sơ đồ, cấu trúc của căn nhà mà hai mẹ con chị Hương sinh sống. Tiến hành xác minh về Dũng, các điều tra viên được biết, sau khi không chung sống với chị Hương, Dũng đã xin đi làm thợ sơn và thuê trọ tại nhà chủ cũng ở thị trấn Mộc Châu. Khi tìm đến khu trọ, người chủ của Dũng cho hay, tối 15 tháng 2, người này nhận được điện thoại của bà Liên về việc Dũng đến nhà quấy rối. Tầm nửa đêm, Dũng mò về thì bị chủ nhà thông báo cho nghỉ việc, đuổi ra khỏi khu trọ. Kể từ đấy, Dũng đi đâu, làm gì, không ai hay biết. Tội ác lộ mặt. Các điều tra viên xác định nhiều khả năng Dũng đã đi khỏi địa bàn tỉnh Sơn La. Vì vậy, Công an Sơn La tiến hành công việc truy đuổi phải tiến hành gấp, tránh để đối tượng có cơ hội vào Nam hoặc vượt biên. Một mũi trinh sát được cử về Thanh Hóa là quê của Dũng để đón lõng, truy bắt hung thủ. Một mũi khác đi Tây Nguyên, nơi xác định đối tượng có người thân. Có thể hắn sẽ đến để tá túc trong lúc chạy trốn. Tuy nhiên, vốn là kẻ từng ra tu vào tội, Dũng tỏ ra lọc lõi, hoàn toàn không liên lạc với những người này. Trong khi hành tung của nghi phạm vẫn biệt tăm vô âm tín, thì Công an tỉnh Sơn La nhận được thông tin quan trọng của một người lái xe taxi. Người này cho biết, chiều ngày 16 tháng 2, anh ta chở một vị khách có đặc điểm giống Dũng,
từ khu vực Mỹ Đình về thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ngay lập tức, các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với công an thành phố Thanh Hóa tiến hành ra soát nhiều địa điểm lưu trú tại đây. Đến hơn 23 giờ cùng ngày, Dũng bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Trong lúc các trinh sát tiếp cận đối tượng, Dũng đã điên cuồng chống trả lại những người vây bắt mình. Ban đầu khi bị di lý về Sơn La, Dũng cãi bay cái biến, nói rằng hắn chẳng liên quan đến sự thiệt mạng của bà Liên. Thế nhưng trước những bằng chứng rất rõ ràng, lập luận sắc bén của các điều tra viên, hắn chỉ còn biết cúi đầu nhận tội. Nguyễn Văn Dũng khai nhận, hắn có ý định quay lại với chị Hương, nhưng bà Liên dường như không đồng ý. Tối ngày 15 tháng 2, Dũng phát hiện chị Hương ngồi sau xe máy một người đàn ông khác. Gã đã chặn đường, táng vào mặt người đàn ông kia. Thấy thế, chị Hương đã bảo Dũng về nhà nói chuyện. Tại đây, bà Liên đã mắng và đuổi Dũng đi. Thấy mình bị đuổi, còn người bạn nam của vợ cũ lại được bà Liên cho vào nhà, nên gã tỏ ra cay cú. Khi về tới khu trọ, Dũng được biết bà Liên mới gọi điện báo cho chủ nhà việc anh ta gây rối. Chủ nhà nhân đây cũng đuổi việc và không cho Dũng ở trọ nữa. Rạng sáng ngày 16 tháng 2, Dũng tìm đến nhà bà Liên. Do biết rõ cấu trúc nơi này, nên Dũng dễ dàng đột nhập vào bên trong. Vào tới tầng 1, Dũng lấy vật sắc nhọn dùng để gọt hoa quả, sát hại bà Liên ngay tại phòng ngủ. Xong việc, Dũng mò lên tầng 2, nơi chị Hương ngủ, rồi khống chế chị này, bắt chỉ chỗ lấy tiền, tài sản. Sau khi trói vợ cũ lại, Dũng thoát khỏi hiện trường. Để tránh bị nghi ngờ, Dũng bắt xe lên Lạng Sơn. Từ đây, gã di chuyển về Hà Nội. Trong quá trình đi, Dũng nhiều lần thay đổi phương tiện nhằm xóa dấu vết. Khi vào tới Thanh Hóa, Dũng dự định sẽ bắt xe đi vào Nam. Tuy nhiên, hắn chưa kịp thực hiện hành động bỏ trốn thì đã bị công an Sơn La phát hiện, bắt giữ. Với tội ác của mình, sau này Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1980, đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La tuyên án tử hình về tội sát hại người và cướp tài sản. Chỉ vì chọn nhầm người để xây dựng hạnh phúc gia đình, giờ đây chị Hương đau xót khi mất đi người mẹ ruột của mình. Đó là bi kịch đối với chị và gia đình chị. Bởi kẻ gây án lại chính là chồng chị, một kẻ lông bông, không chịu khó làm ăn, lại nghiện chất cấm. Với một con người như thế, việc hắn ta phạm tội chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn phạm tội như thế này thì chị Hương và nhiều người không thể ngờ tới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.